Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gỗ An Cường. Thời gian gần đây có rất nhiều khách hàng hỏi An Cường về cách lắp đặt ván sàn sao cho đẹp và chuẩn. Thì hôm nay Tùng có mặt tại một công trình ở Vinhome Grand Park quận 9 để giới thiệu cho các bạn cách lắp đặt ván sàn, một trong những sản phẩm chủ lực của An Cường. Và trước khi vào nội dung chính, các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube của An Cường để cập nhật thêm những video clip mới nhất nhé. Sàn gỗ công nghiệp ngày càng phổ biến và phát triển tại thị trường Việt Nam, vừa đa dạng về mẫu mã, màu sắc mà còn là một giải pháp thích hợp để mở thêm không gian cho ngôi nhà. Sàn gỗ An Cường được biết đến là một trong những thương hiệu uy tín được quý đối tác và khách hàng đặc biệt ưa chuộng và tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua. Sở hữu dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn của châu Âu, sàn An Cường có độ chịu mài mòn AC4, hèm khóa bản quyền từ Unilin của Bỉ và bảo hành lên tới 15 năm cho bề mặt và màu sắc. Trước đây, nhu cầu sử dụng sàn gỗ công nghiệp chỉ xuất hiện ở những ngôi nhà hay biệt thự sang trọng. Thì nay, nhu cầu sử dụng sàn gỗ công nghiệp ngày càng phổ biến hơn, không chỉ làm đẹp mà còn tăng thêm giá trị cho ngôi nhà của bạn. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt sàn gỗ An Cường tại một căn hộ của một đôi vợ chồng trẻ. Hy vọng sau video clip này, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và những thông tin hữu ích để có thể tự lắp đặt ván sàn cho ngôi nhà yêu quý của mình. Nào, xin mời! Để việc lắp đặt ván sàn được trở nên nhanh chóng, đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị những vật tư cần thiết: sàn gỗ An Cường, len tường đồng màu, nẹp chữ T, ni lông, phong bạc cùng một số vật dụng đi kèm như búa cao su, búa sắt, thước, dao rọc giấy, máy đo độ ẩm, keo silicone và keo dán len tường. Bước đầu tiên chúng ta phải kiểm tra mặt sàn phải phẳng, không lồi lõm, cao độ phải đúng. Ở đây chúng ta đang dùng sàn 8 ly và lớp phong bạc 3 ly thì cao độ là 11 ly so với ngạch đá bên ngoài. Khi độ ẩm của sàn đã đạt mức cho phép là dưới 7%, chúng ta trải lớp ni lông đè lên nhau 2cm để chống ẩm tốt hơn từ mặt sàn thô. Tiếp theo là lớp phong bạc. Khi trải form giữa các mí nối dán với nhau bằng băng keo để lớp phong bạc đều nhau và không lồi lõm. Bước lắp đầu tiên rất quan trọng. Tùy theo chiều dài của phòng, hướng cửa sổ, chúng ta sẽ có cách bố trí sao cho hợp lý để vân gỗ được đẹp và thẩm mỹ hơn. Có nhiều cách lắp tùy theo tỷ lệ hao hụt lớn hay nhỏ như 1:6, 1:5, 1:4, 1:3 hoặc 1:2. Ở đây chúng ta chọn tỷ lệ 1:5 để khóa được cả độ ngang và độ dọc của tấm ván. Lắp tấm đầu tiên cách tường 10mm cả hai chiều ngang và dọc. Tấm thứ hai tiếp theo và tấm thứ nhất sao cho hèm khóa khớp lại với nhau tạo thành một đường thẳng, cứ thế cho đến cuối tường. Lưu ý vẫn chừa cách tường 10mm. Hàng thứ hai khi lắp phải cho cạnh ngắn khớp vào trước bằng cách nâng tấm sàn lên 20 độ so với mặt đất, song song cạnh dài sao cho khớp vào hàng đầu tiên. Sau đó dùng búa cao su đóng cạnh ngắn và đóng tiếp cạnh dài, cứ như vậy cho đến hết phòng. Tại tấm kết thúc và chân tường, chúng ta đo khoảng cách thực tế để cắt ván phù hợp với kích thước thực tế đó. Lưu ý vẫn chừa độ hở với tường là 10mm. Khi lắp đặt, chúng ta lưu ý tất cả vị trí tiếp giáp sàn với tường phải chừa khe hở kỹ thuật là 10mm để sàn không bị cong vênh trong quá trình sử dụng. Len tường được đóng bằng đinh và dán keo X-Pole trực tiếp vào tường. Lưu ý khi đóng đinh gần hết chiều dài đinh, chúng ta sẽ bẻ đầu đinh để lỗ đinh nhỏ đi sẽ thẩm mỹ hơn. Ở các góc tường nối nhau sẽ tiếp giáp bằng góc 45 độ. Tại vị trí tiếp giáp giữa gỗ và gạch, chúng ta sẽ sử dụng nẹp T để nối hai vật liệu này lại với nhau. Sau khi lắp đặt xong, chúng ta sẽ vệ sinh lại mặt sàn, sau đó sẽ tiến hành bắn silicone phần tiếp giáp giữa len với tường để tạo độ thẩm mỹ. Vừa rồi An Cường đã hướng dẫn xong, hy vọng các bạn đã có thể tự lắp đặt sàn gỗ cho ngôi nhà của mình rồi. Video tiếp theo, An Cường sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp đặt sàn gỗ vân xương cá. Và nếu các bạn có câu hỏi hoặc mong muốn những chủ đề khác, vui lòng để lại comment ở phía dưới. An Cường sẽ giải đáp và làm những video clip hướng dẫn giới thiệu cho các bạn.
Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube Gỗ An Cường để cập nhật những video clip mới nhất vào lúc 19 giờ thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.